Dạ, em xin kính chào tất cả quý khách hàng. Trong video này thì em sẽ giới thiệu đến mọi người sản phẩm tinh dầu Asarat Bell dùng để xua đuổi chuột, rắn, rết, chó mèo nó phóng uế, nó không đi đúng nơi quy định đó mọi người. Thì mình sử dụng những cái loại tinh dầu như thế này vừa an toàn mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, hoặc là mọi người có thể xịt ở trong nhà để ngăn ngừa rắn rết nó chui vô nhà mọi người. Sản phẩm này là hoàn toàn tinh dầu không độc hại, nên là mình có thể sử dụng trong nhà và ngoài nhà đều được, bảo vệ ngôi nhà và cái môi trường sống của mình xanh sạch đẹp, không có bị ô nhiễm. Hơn nữa khi mà rắn rết nó chui vô nhà thì rất là nguy hiểm. Mình cứ sử dụng cái dòng này thỉnh thoảng mình xịt để phòng ngừa, để ở trong một góc nhà nào đó, khi nào mà cần thì mọi người lấy ra xịt. Chẳng hạn như là chó mèo nó hay phóng uế ở những nơi không đúng quy định đó, thì mọi người xịt 1 đến 2 lần là nó sẽ đi, nó không có xịt, nó không có ỉ ở khu vực đó nữa. Hoặc là những cái khu vực mà nó hóc xó, hoặc là những cái khu vực ẩm thấp, nhiều đồ đạc, rắn rết nó ở thì rất là nguy hiểm cho những người trong gia đình. Mọi người cứ xịt vào những cái khu vực đó là được nha. Rất là an toàn, không có độc hại, vì đây là tinh dầu 100%, không có gây hôi. Kiểu như là cái mùi nó tinh dầu tổng hợp á mọi người, nhưng mà mùi bạc hà là chủ yếu. Mình sử dụng những dòng tinh dầu này thì không có nó sợ là độc, vì nó không phải là hóa chất. Sản phẩm này thì trong một thùng có 12 chai. Cái này em rinh nó bị ngã mọi người. Một thùng nguyên là có 12 chai. Sử dụng cũng đơn giản mọi người, chỉ cần nhấn nút này nè, là cái thuốc nó sẽ xịt phun sương ra. Thì mọi người cứ xịt để nó lưu cái mùi là được. Hạn sử dụng thì còn rất là xa. Trên chai thì có hướng dẫn sử dụng đầy đủ nha mọi người. Thì mọi người cứ xịt những cái nơi mà sinh vật nó hay lưu trú cắn phá phóng uế, là mình cứ xịt mỗi ngày một lần trong 5 ngày đầu là nó sẽ đi nha mọi người. Thường là từ 1 đến 2 ngày thôi, nhưng mà nếu mà nhiều quá thì mọi người xịt 5 ngày đầu là ok nha. Chủ yếu là chuột, rắn và rết là nó hay xuất hiện ở những cái nơi mà ẩm thấp trong nhà, những cái nơi mà đồ đạc quá nhiều thì nó xuất hiện. Mọi người cứ xịt vào đó là được. Một chai là dung tích 350ml, để dành xịt thì cũng được nhiều đó mọi người. Hàng này thì bên em luôn có sẵn nha mọi người. Mọi người có thể đến trực tiếp bên công ty em để mua, hoặc nếu mà không tiện thì alo em gửi nha. Mùi rất là dễ chịu, không có hôi nha mọi người. Thường là mấy chị em xịt ở trong văn phòng làm việc thì rất là sợ cái mùi hôi, nhưng mà đây là cái sản phẩm tinh dầu mà mình xịt xong mình vẫn làm việc thoải mái, không có sợ hôi, không sợ độc nha mọi người. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em nha. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.